Nam mô Đại từ Đại bi, cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại từ Đại bi, cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại từ Đại bi, cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Bá Thiên Vạn Ích Phật, Hằng Hà Sa Số Phật, Vô Lượng Công Đức Phật. Phật cáo A Nan ngôn: Thử kinh Đại Thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bệnh, năng cứu tam tai bá nạn khổ, nhược hữu nhân, tụng đắc nhất thiên biến, nhất thân ly khổ nạn, tụng đắc nhất vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn. Nam mô Phật lực oai, Nam mô Phật lực hộ. Sử nhân vô ác tâm, linh nhân thân đắc độ, Hồi Quang Bồ Tát, Hồi Thiện Bồ Tát, A Nậu Đại Thiên Vương, Chánh Điện Bồ Tát, Ma Kheo Ma Kheo, Thanh Tịnh Tỳ Kheo, Quán Sự Đắc Tán, Tùng Sự Đắc Tu, Chư Đại Bồ Tát, Ngũ Bá A La Hán, Cứu Độ Đệ Tử. Và tất cả chúng sanh nhất thân ly khổ nạn, tự ngôn Quán Thế Âm Bồ Tát ân lạc bất tu dại, cần đọc Bá Thiên Vạn Biến, tai nạn tự nhiên đắc giải thoát, tính thọ phụng hành, tích thuyết chân ngôn viết. Kim bà đế, cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nệ đế, chân lăng càng đế, ta bà ha. Nam mô Đại từ Đại bi, tầm thân cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Ma Ha Tát. Nam mô Đại từ Đại bi, tầm thân cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Ma Ha Tát. Nam mô Đại từ Đại bi, tầm thân cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Ma Ha Tát.